Rồi thì vào cái video thì các bạn nhớ cho mình lượt like, lượt ký kênh. Đó, đồng hồ kênh của mình đã móc tiếp theo là 30.000 người đăng ký nha. Rồi, một cái đèn ốc xà cừ. Thì đây là cái hộp thăm mới, mỏ neo phép thuật. Đó, mình cũng đây giới thiệu cho các bạn rồi. Và trong này có một cái món đồ rất là đặc biệt và độc đáo. Đó chính là một cái cần câu các bạn ơi, cần câu mỏ neo phép thuật. Thì là sáng nay có rất nhiều bạn đã mở ra cái cần câu mỏ neo phép thuật này. Đó, vậy là cái hình dạng và cũng như là thông số của nó. Và trong đây chúng ta có một cái bí mật về cái cần câu mỏ neo phép thuật này. Đó chính là cái dòng tăng 80% xác suất bắt thành công cá khổng lồ. Và thêm cái dòng là tăng 50% xác suất xuất hiện cá khổng lồ và tăng 50% sức mạnh nữa. Thì đây có thể là một cái bóng cá mới, đó chính là bóng sáu nha các bạn ơi. Thì là nó cũng tương tự như cái dòng là bắt được cá mini nha các bạn. Đó, thay vì là bắt cá mini thì đợt này chúng ta sẽ bắt cá khổng lồ đó các bạn ơi. Đó, một chú cá voi. Đó, cái voi xanh khổng lồ nha, nó còn to hơn là con cá voi râu trắng đó các bạn ơi, như là to gấp 2 lần đó mọi người. Và mọi người có thể là giá tiền của cái con cá voi khổng lồ này có thể là gấp đôi cái bóng cá cũ nha các bạn. Rồi, đồ mới tiếp tục các bạn ơi, đồ mới tiếp tục đây. Đó, thì ngày hôm nay là game ra hai cái bộ đồ mới. Đó, gối công chúa sữa trắng, đó, và cái gối hoàng tử Sikula. Và giá của nó là 129k nha. Đó, cái set này cũng là 5 món hay nha các bạn ơi. Đó, rồi cái đồ chơi cầm tay, một cái đôi giày, cái bộ đồ. Đó, một cái vương miện bằng Sikula và một cái tóc. Đó, thì ngày hôm nay là cái chủ đề review nha, đọc lại là phần thứ mấy các bạn ơi. Đó, phần thứ mấy rồi ta? À, phần thứ 12 rồi nha các bạn ơi. Rất là mau luôn, đó, mới đây là phần thứ 12 rồi nha. Và các bạn nào mà muốn tham gia cái phần thứ là 13 của mình đó thì là nhớ comment cái tên nhân vật ở dưới cái video phần thứ 12 này nha mọi người. Để trong cái video phần thứ 13 đó thì mình sẽ chọn để các bạn ngẫu nhiên may mắn để mình review nhà độc lạ đó. Và cái gậy phép thuật sữa Sikula này tôi thấy giống như cái đồ đánh trứng đó các bạn ơi. Đó, giống cái tay cầm đánh trứng nha các bạn. Rồi mặc dao và mình thấy cái bộ hoàng tử này cũng khá là dễ thương đó các bạn ơi. Đó, đợt này tôi thấy cái đồ anh em dễ thương nè mọi người. Rồi, đó, cái dây sô-cô-la luôn đó, màu y chang luôn nha các bạn. Và mình sẽ chọn cái dây trắng đi. Đó, cho nó nổi bật nha. Chứ mà nó đen hết thì là cũng nó cũng không đẹp cho lắm. Rồi, và mình sẽ chọn một cái ba lô cho nó hợp với cái bộ đồ này luôn. Và tôi sẽ là chọn một cái cánh này các bạn ơi. Tại sao nó có một cái áo tròn rồi. Và gắn thêm áo tròn nữa thì nó cũng không có hợp. Rồi, chọn cái cánh cho nó đẹp nha các bạn ơi. Đấy, phối đồ hoàng tử rất là đẹp nha. Wow, dễ thương chưa các bạn ơi. Đó, và đây là cái chức năng của cái gậy Sikula này của mình là đó, bắn sô-cô-la nha các bạn. Đó, khi bắn ra nó sẽ có cái hiệu ứng là lạnh quá kìa mọi người. Đó, sô-cô-la lạnh luôn các bạn ơi. Để cho bạn ăn sô-cô-la đẻ luôn nha. Đó, tặng bạn thêm cục sô-cô-la đó nè. Và mình sẽ chấm điểm cái bộ đồ sô-cô-la này chính là 8 trên 10 điểm nha các bạn. Ủa cái gì kia? Lạnh quá. U là chờ hình như là nãy thì mình cho bạn nó ăn sô-cô-la rồi, bây giờ mới có hiệu ứng kìa mọi người. Ảo thật đấy. Rồi ok, và bây giờ thì hoàng tử là Sikula sẽ tới thăm nhà từng bạn và sẽ là xịt kẹo sô-cô-la hết khắp nhà các bạn luôn nha. A few moments later. Và bạn may mắn đầu tiên được hoàng tử ghé thăm đó chính là bạn Baby BD. Rồi đó, không biết là có BD hay không đây. Khu nghỉ dưỡng mini. Rồi hoàng tử tới xịt kẹo sô-cô-la nè. Rồi đó, phía trước là cái chân bò nè các bạn ơi. Rồi đó, thủy cung. Sửa cái gậy hết 120 tiền sao nha, rồi cũng rẻ. Đó, phải có bò VIP thì sẽ cho 1 điểm nha các bạn ơi. Đó, cái khu vực chấm điểm của mình đó chính là bò VIP 1 điểm, cá VIP 1 điểm, pet VIP 1 điểm. Đó, rồi có cá VIP nè các bạn ơi, heo hồng nè. Đó, nhà toán nè, đó, râu trắng, heo băng nè, rồi sát thủ đầy đủ. À, có cá mới nè, cái đeo mới nè. Rồi, sẽ chấm cho bạn là cá VIP là 1 điểm nha. Wow, cái gì đấy? Mã yêu baby xin tức một Việt Nam. U là trời. Đó, rồi thiên kiều bạn rất là nhiều nha. Đó, mãi yêu. Đó, đứng này ngồi đây chụp hình các bạn ơi.
là một bô cho nó tình cảm nó đi lên nha các bạn. Đó, vậy dạo này mình rất là vui luôn khi là review nhà tất cả các bạn. Đó, mà ghi là tên Baby Center 1 Việt Nam. Và hầu như là cái phần nào mình review là cũng phải gặp ít nhất là một bạn đó, là fan của mình nha. Đó, biểu sao là không vui không được, đúng không mọi người? Rồi, và coi các bạn à, Baby BD này đó, có cái sáng tạo và cái gì mới không để mình cầm điểm thêm nha. Rồi, đây là cái phòng ngủ của bạn đó nè. Đó, trang trí decor cũng ok. Cũng có là huy chương nè, kẻ chip, kẻ kem nè, đó, fly fly này cũng ghê gớm đấy chứ. Rồi, dưới lầu một cái gì đây? Súng siêu đà bác năm 1800, hình như là cái khu du lịch là các bạn ơi. Đó, khu du lịch là lịch sử mọi người. Rồi, giống như một cái chùa nè. Đó, để xem có cái gì nó liên quan nữa hay không. Đó, một cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Rồi, cái gì bên đây? Kính yêu Bác Hồ Chí Minh. Ủa là chờ, đó là một cái lăng mộ đó, chủ tịch nước nha các bạn ơi. Đấy, Hồ Chí Minh. Rồi, đó, và gắn thêm là năm sinh nữa. Ủa là chờ, làm thêm cái bức tranh. Đó, ghê gớm cho các bạn ơi. Quá là sáng tạo nha. Đó, bức tranh là Bác Hồ kìa. Đó, nhưng mà sao cái bộ đồ nữ ta? Đó, cái tóc thì tóc nam. Đó, mà cái bộ đồ nữ. Rồi, ok, thì cũng có sáng tạo. Đó, cho là nửa điểm sáng tạo nha các bạn. Rồi, và những cái phong cách này giống nhạc của tôi với các bạn ơi. Đó, cái hồ phải úp ngược lên nè, chân thêm đá quý nha. Ok, đó, và có đá quý sẽ cho là một điểm. Đó, có kim cương xanh cho một điểm nha, chứ còn mà đá thường này cho nửa điểm thôi nha các bạn ơi. Bên này mình đã thiết kế một cái chòi đó, hoa anh đào nè các bạn ơi, chủ đề hoa anh đào nè, đã về VIP luôn nha. Dân nè đó các bạn ơi, đó, có về VIP đàng hoàng. Và cũng có là sáng tạo nha, đó là cái khu chăm hoa luôn. Đó, trên cái hồ nhà 54k nha các bạn ơi. Đó, rất là đẹp. Có thêm cái hồ ếch nữa. Ngoài này thì bạn đó là trang trí rất là nhiều nữa. Chú gấu về VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ở 9 mùa về VIP nha các bạn ơi. Và mình sẽ là chấm điểm cho các bạn à, Baby BD này như sau. Rồi, thiết kế là 1 nè, đó, sáng tạo làm cho là nửa điểm. Kế VIP 1 điểm. Bờ VIP là 1 điểm nè. Đó, và chưa có biết. Đá quý mình cho 1 điểm. Và tổng số điểm đó chính là 7 điểm rưỡi nha. Nó khá là cao luôn rồi, xin chúc mừng. Và bạn may mắn tiếp theo là được hoàng tử Sikula ghé thăm, đó chính là bạn FX Vinh đẹp trai. Rồi, đó, nhà có chó không? Đó, nhà không có chó các bạn ơi. Nhớ cho sao về team cho chủ nhà nha. Mini game ném tuyết vô chủ nhà được 10 cái là được 16 vàng. Wow, quá là đầu tư nha các bạn ơi. Rồi, có bếp nè, đó, có bọ nè. Đó, có bọ VIP nè. Ok, bếp là đủ 5 con cho nuôi điểm nha. Rồi, bọ VIP, rồi cho 1 điểm nữa à. Đó, để coi bên trong nhà có gì nữa không nha các bạn ơi. Rồi, wow, có rất nhiều ếch ở đây luôn. Đó, ếch xanh, lá cây, ếch xanh, nước biển là đầy đủ. Ok, ở bên kia có ké nữa kìa, mà chưa có ké VIP nha. Đó, một bầy cá chép luôn. Rồi, để xem có sáng tạo, có cái gì không, mình cập thêm điểm cho các bạn này. Đó, có bướm đây nè. Rồi qua bên kia xem có cái gì nha. Đó, một đèn cá chip đây luôn các bạn ơi. Rất là nhiều cá chip. Đó, vương miệng không à. U là trời. Rồi, cũng là có cố gắng tham gia các sự kiện mini game nè. Đó, toàn là huy chương không à. Ghê gớm chưa các bạn. Mini game nữa, solo bắn súng, chúng chủ nhà 10 lần trong vòng 10 phút là win được là 16 vàng. Đó, các bạn là nhớ quen nhà các bạn Vinh này nha. Đó, bắn súng nha các bạn ơi, nhận vàng kìa. Rồi, máy chơi game nè. Rồi, toàn tên của ổng không à các bạn ơi. Và đây là cái khu vực chân đá. Rồi, không có đá quý nha, chưa có cộng điểm nha. Đó, quặng vàng là không có cộng điểm nha mọi người ơi. Phải là quặng tím, ấy, kim cương, ngọc lục bảo. Đó là mới cộng điểm nha các bạn ơi. Rồi, trên lầu có gì đây? Không biết là phòng gì luôn. Rồi, tiếp tục trên lầu nữa nè. Trên mái nhà khu upgrade. Đó, thiết kế một cái khu vực chứa ngại vật. Rồi, ok, được á. Và mình sẽ là chấm điểm cho các bạn ở Vinh đẹp trai như sau. Thiết kế 1 nè. Đó, ké là 0.5. Rồi, bọ 1. Và biết là 0.5. Và tổng số điểm đó chính là 6 điểm nha. Rồi, xin chúc mừng. Bạn tiếp theo DG Thành Cute. Ủa trời ơi, cái hình bìa sao mà nó lẹ với các bạn ơi. Đó, tự nhiên là ống nam, ống chụp hình. Sao mà hay kia mọi người. Ảo thật đấy. Rồi, ảnh bìa đọc không biết là nhà có đọc hay không đây. Đó, nhà là 11k các bạn ơi. Wow, cái gì đây? Còn 16 con bít, không đủ chỗ. I love top 1 baby. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đó, tên là bít của tôi không à. Đó, fan top 1 baby kìa. Đó, quá là đáng yêu luôn nha. Rồi, cảm ơn bạn Thành Cute rất là nhiều. Đó, để yêu quý mình và đặt tên bít của mình nữa các bạn ơi. Rồi, đó, ngồi đây là chụp ảnh nè. Đó, cho tình cảm đi lên nha. Wow, bên này có cái bức tranh ở mèo không gian kìa các bạn ơi. Wow, được nè, được nè. Đó, không biết các bạn đã làm cái khung bằng cái gì nữa.
nhưng mà cái này có sáng tạo các bạn ơi, đó là cái khung bức tranh ở gắn thêm là mấy cái đèn ong xung quanh nữa mọi người, sáng tạo nè, được á. Đó, em sẽ chấm là điểm sáng tạo là 0,5 điểm đó nha. Đó, thêm bit lúc nãy là 0,5 điểm nữa. Rồi bên trong này có gì đây? Đó, như là cái khu sự kiện mới, đó đồ sự kiện này. Đó, chụp hình rồi trang điểm. Rồi bên này có chân bọ này, ớt nè. Đó, nhưng mà chưa có ớt phíp nha. Rồi cho 0,5 điểm nè. Rồi trên lầu có gì không? À, có đá quý các bạn ơi. Rồi một viên hồng ngọc rồi sẽ cho là 0,5 điểm e kim cương nữa kìa. Rồi 0,5 điểm nha. Phải có kim cương xanh và kim cương đỏ nữa thì mới là một điểm cơ. Đó, mấy cái gói kim cương VIP đó các bạn. Và trên này cũng có chân ké nè, đó, chân cây các kiểu rồi, nhà chưa có ké VIP nha. Đó, cho nửa điểm thôi nha các bạn ơi. Ok, và tổng kết là mình sẽ chấm điểm cho các bạn thành cute này như sau. Thiết kế 1, bét 0,5 nè, ké 0,5, bọ 0,5, sáng tạo là 0,5 nữa, và đá quý là 0,5 nữa. Và tổng số điểm đó chính là 6,5 điểm nha các bạn. Rồi và bạn tiếp theo mi e dấu tên, đó dấu tên giữ chưa, băng rồng trắng. Rồi ok, nhà gì đây? À, nhà là như nhà búp bê sao các bạn ơi. Rồi đó, không biết là có cái gì đây để mình cộng điểm đây. Đó, bên là cái khu bệnh viện rồi, đó bác sĩ, rồi bánh sinh nhật, bánh kem nè, các kiểu nè, đó kể cả một con à, u là trời. Rồi đó, bạn này như là mới chơi sao các bạn ơi. Ê, có đặt tên biết tôi đó kìa, top 1 BB nữa các bạn ơi. Rồi mới có hai con rồi sao mà cộng điểm đây. Đó, cũng là fan của mình nè, nhưng mà chưa đủ điều kiện nha. Đó, không có cộng điểm du di được nha mọi người. Fan là fan nhưng mà chấm điểm là phải khắc khe cho các bạn. Đó, mình đã ra điều kiện là phải là tuân thủ theo. Đó, ai mà không tuân thủ thì sẽ không điểm cao. Rồi, ngoài này thì cũng chưa có cái gì hết. Đó, chưa có sáng tạo, chưa có beat, chưa có bò, chưa có ké gì hết, xịn sò hết nha. Đó, và mình tạm thời là chấm là 4,5 điểm nha. Đó, bạn này nhớ là cố gắng là đề co, đó, bắt ké, bắt bò đều nhiều vô, chân vô nha. Rồi, và bạn tiếp theo, CD Ngọc Diệp 09. Rồi, nhà là nhà rừng rạm nè các bạn ơi. Wow, wow. Rồi, phía trước là cái quầy bếp. Đó, như cái bàn thu ngân đó các bạn ơi. À, rồi bên này là cái toilet, rồi bồn tắm các kiểu luôn. Rồi gắn tivi ở phía trước không biết là cái gì nữa. À, và thấy cái này được nè, chỗ quầy bếp được nè. Đó, cái chân kệ các bạn ơi. Đó, làm ngay vách ngăn kệ đồ các bạn. Đó, cái này có sáng tạo nè, được nè. Cho là 0,5 điểm sáng tạo các bạn ơi. Đó, thấy hợp lý á. Cái gì chứ mấy cái đó tôi để ý lắm các bạn ơi. Đó, mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ nha, nhưng mà thấy rất là sáng tạo của các bạn luôn. Rồi bên là cái khu vực là lễ tình yêu Valentine nè. Rồi phòng này phòng gì đây? À, phòng ngủ. À, rồi kim phòng chấm bét luôn. Bét thì có hai con à, chưa có cộng điểm được. Rồi tiếp tục. Đó, phòng bên đây. Rồi phòng như phòng khách thì sao các bạn ơi. Đó, trưng bày si cô le nữa nè. Và ngồi đây thì cũng có chân bọ nè. Đó, nhưng mà chưa có bọ VIP gì hết nha. Và là chưa có ké gì VIP nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ chấm điểm như sau. Thiết kế 1 sáng tạo à, 0,5. Bọ 0,5. Và là tổng số điểm đó chính là 5 điểm nha các bạn ơi. Rồi xin chúc mừng. Và bạn tiếp theo, bạn LHEGG. Rồi tên khó đọc quá, hình như là cái gì Hằng nha các bạn ơi. Rồi bên này trồng rất là nhiều cây luôn, chậu cây bự luôn. Wow, có cái heo mini rồi hả? Nhiều ghê các bạn ơi. Đó, hiêu hồng mini nhiều ghê chưa. Rồi bên đây nữa nè. Đó, nguyên một đàn ké VIP luôn nha. Đó, hiêu hồng bự rồi kìa. Đó, vương nguyện kia. Đó, nhà toán các kiểu rồi. Ké VIP cho 1 điểm nha các bạn ơi. Rồi đây là khu thời trang fashion. Đó, trong này có rất là nhiều bếp luôn nha. Đó, nhưng mà như chưa có bếp kiếp. Đó, nhưng mà chưa có cho 1 điểm được nha. Đó, rồi 0,5 điểm nha các bạn ơi. Đó, phải có bếp kiếp thì mới cho 1 điểm. Rồi, cũng có huy chương tham gia mini game nữa nè. Trong này là phòng 8 toilet. Rồi, ok, tiếp tục. Nói chung là chấm cái nhà là 700 kim cương này rất là mệt nha các bạn ơi. Đó, phải đi rất là nhiều phòng luôn. Rồi, đây như là phòng bếp nữa. Trưng bày rất là nhiều bếp nè. Đó, bạn ăn nè, các kiểu. Rồi phòng này phòng gì đây? À, phòng bác sĩ nè. Đó, có chân bò phiếp nè. À, có phiếp nè các bạn ơi. Rồi cho 1 điểm nha. Tiếp tục. À, phòng này mới thiết kế cái khu triển lãm thời trang đó, fashion nè. Rồi phòng này phòng trên lầu. Đó, thiết kế như cái phòng ngủ hay sao các bạn ơi. Đấy, bàn ghế nè, giường nè. Đó, đúng là phòng ngủ của bạn đó nè. Và mình sẽ chấm điểm như sau. Đó, thiết kế 1 nè, bò VIP 1 nè, ké VIP 1, bếp 0,5. Và là chưa có sáng tạo gì hết nha. Rồi. Và tổng số điểm đó chính là 6,5 điểm nha các bạn ơi. Rồi xin chúc mừng. Và bạn tiếp theo gì? Chú bộ đội rồi 60. Đó, TikTok anh bộ đội 60 nha các bạn ơi.
Wow, đó, video có đầu tiên có anh bộ đội nè. Đó, nhà có sáng tạo các bạn ơi, đấy thiết kế một cái hòn non bộ ở trong cái nhà rừng rậm luôn. Wow, được nè các bạn ơi, đó làm cái hồ ké ở phía dưới kìa. Xịn xò chưa, xịn xò chưa? Đó, làm lều. Rồi, nó thác nước nè các bạn ơi. Đó, đầu tư quá nha. Rồi mình sẽ chấm cái điểm là sáng tạo nửa điểm nha các bạn ơi. Thiết kế mình sẽ cho điểm cao nha, đó chính là 1,5 điểm luôn nha các bạn ơi. Rồi, phòng này phòng gì đây? À, như phòng ngủ rồi, phòng ngủ của chú bộ đội. Đó, bàn ghế phòng 8 rồi luôn, đó, trong một cái phòng luôn nha các bạn. Rồi, phòng bên đây. Cái gì đây? Nani? U là trời. Phòng lỗi à? Cái cửa bị lỗi các bạn ơi, rồi đi vô được rồi nè. À, có phòng chân ké, rồi chân bếp. Đó, con rùa, u là trời, chưa cộng điểm được nha. Đó, ké thì ké thường. Rồi, cho nửa điểm. À, ngồi đây rất nhiều ké luôn. Đó, đều có một cái sảnh ba đó nha các bạn ơi. Đó, quá là xịn xò. Rồi, và chưa có bọ VIP gì nè. Đó, chưa có đé và chưa có bếp gì hết nha. Và tổng số điểm của chú bộ đội 60 này như sau. Đó, thiết kế 1,5 nè, sáng tạo 0,5. Rồi, ké 0,5. Và tổng số điểm đó chính là 5,5 điểm. Rồi, xin chúc mừng. Đó, và như vậy là mình đã kết thúc cái review nhà độc lạ phần thứ 12 rồi nha các bạn ơi. Và các bạn nào muốn tham gia cái phần thứ 13, hãy comment cái tên nhân vật dưới video phần thứ 12 này. Đó, để trong video sau mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên các bạn may mắn để mình review. Rồi, còn bây giờ thì xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.